đang đi bắt ong, ong đất này, ong bò vẽ mà ứng dụng của nó đâu, phải bò này thì các bác yên tâm là cực kỳ an toàn, an toàn tuyệt đối rồi. Đây là giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác về cái lô hàng mà shop em đang cung cấp nhé. Đối với quần áo bắt ong vải bò này thì nó là có hai mẫu, có nghĩa là một size to một size nhỏ. Size nhỏ ấy, thì nó là dài 1m85 này, còn size to ấy thì dài 1m95. Ở đây ấy là tính từ ủng cho tới đỉnh, đỉnh mũ luôn nhá. Thì cái này phân cho hai tầm cỡ người, ví dụ như các bác nào nhỏ con thì các bác mua size bé, các bác nào to con thì các bác mua size to. Bộ này chỉ có hai loại vậy thôi. Thì em giới thiệu chi tiết cho các bác này. Đầu tiên đó là chữ ủng này. Đấy, các bác quan sát này, ủng cao su cực kỳ là cứng, hàng bảo vệ rất là tốt, rất là êm luôn. Gai nhá, hàng bảo hộ rất là chắc chắn. Cái này thì chống cả đinh gai xiên luôn các bác nhá. Chất liệu vải bò cao cấp rồi. Tiến lên phía trên này, phần ngang hông này, phần ngang hông này thì là có cái đai, có đai này để cho mình, các bác có cần các bác thắt dây lưng mà các bác đeo vào cho nó im này. Và có thêm một cái túi đồ này, túi đồ để cho các bác để cái đồ phụ kiện nhỏ nhỏ này. Đấy. Thế găng tay là găng tay bằng cao su, bằng cao su. Đấy, bằng cao su ở phía trong là lớp da, ở ngoài thì có láng một cái lớp gọi là bám ma sát sần này, để cho các bác bám ma sát nó tốt hơn. Khi các bác trèo bám thì nó sẽ có lực ma sát nó bám sẽ tốt hơn nhá. Đấy, găng tay hàng găng tay cao su cao cấp chuyên cho bắt ong rừng. Thế đặc biệt phía trên này, phía trên mặt này này. Đấy, thiết kế cho các bác đó là ở đằng trước một nửa kính, một nửa là lưới để thoáng thông thoáng nhá. Nửa trên là kính này, kính bằng BK rất là dày, vừa trong vừa dày. Cái này thì chống ong đái tuyệt đối luôn các bác nhé, chống ong đái tuyệt đối. Hai bên mang tang ô thoáng, ô thoáng hai bên mang tang này, có láng lưới bằng kim loại này, ở trong có lưới nhựa này, và có được may cái viền này phồng lên thì là bảo cho các bác là không bao giờ bị chạm sát vào tai được, thì nọc ong có tiêm qua không bao giờ tới nhá, mà này đảm bảo an toàn này, và có độ thoáng tốt này, để nó bốc hơi tốt, tránh bị bốc hơi lên cái kính này nhá. Cái bộ kính này. Rồi phía sau thì là một ô thoáng chính ở phía sau lưng. Đấy, ô thoáng chính phía sau lưng đây. Lưới sắt ở ngoài này, lưới nhuyễn ở trong. Cái này cực kỳ đảm bảo. Và hai nữa là hai lớp này sẽ cách nhau bằng một cái dây thừng cao hơn một phân để lọc ong không để tiêm được. Đối với cái bộ này thì gọi là bộ quần áo mà ong vải bò hàng cao cấp nhất nhá. Đấy. Mang tay thì nó là gần hai kiểu, là kiểu này hoặc là kiểu ga như này. Còn tóm lại là toàn bộ là có lèn da, lưới kẽm để cho nhú cao lên để chống được ong xiên nhé. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Cái mẫu này chỉ mẫu quần áo ong vải bò cao cấp nhất các bác nhé. Mọi thông tin thì các bác có liên hệ với này shop Tân Đánh theo cái số điện thoại em ghi trên màn hình nhé. Đây, đây là hình ảnh, đây là hình ảnh thực tế khi các bác nhận được hàng, các bác bóc ra xem kiểm tra là đúng hàng luôn. Còn đoạn đầu video thì các bác là xem được là anh em đi test bắt thực tế một người là luôn, hoàn toàn tuyệt đối luôn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé.